vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, gia đình BID Tang đã ra mắt chính thức phiên bản 2023 với tổng cộng 7 mẫu xe, có mức giá từ 826 triệu cho đến 996 triệu. Là một mẫu xe được nâng cấp, chiếc xe BID Tang 2023 sẽ có thêm hai màu sơn mới, đó chính là trắng tráng men bạc và xanh sông băng, cũng như mẫu AC Edition đặc biệt sẽ sở hữu màu đen cát bạc. Việc mang đến thêm 3 màu mới cho BID Tang cũng giúp mẫu xe này cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ. Ngoài ra, mẫu xe BID tàng 2023 cũng sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát thân xe giảm sóc thông minh Zunren C và công nghệ kiểm soát tiện nghi, nhờ đó mà trải nghiệm lái tổng thể và sự thoải mái khi lái xe chắc chắn sẽ được cải thiện. Tang là sản phẩm chủ lực trong dòng sản phẩm của hãng xe BID, chiếc xe mới được chế tạo dựa trên ngôn ngữ thiết kế thẩm mỹ long gian và tổng thể diện mạo có hiệu suất tương đối tốt. Nói về những thay đổi, BID Tang 2023 có các màu xe mới, trong số đó, Màu trắng tráng men bạc được lấy cảm hứng từ các lò nung chính thức của nhà đường, thể hiện khí chất của Trung Quốc. Đồng thời, BID Tang F Champion Edition, BID Tang DMP Champion Edition và God of War Edition mới được bổ sung thêm đèn hậu LED kiểu thắt nút xuyên thấu, thể hiện kết cấu cao cấp của văn hóa Trung Quốc. Ngoài ra, BID Tang 2023 còn sở hữu bộ la răng kiểu mới, kích thước vẫn là 20 inch và 21 inch, nhờ đó giúp cải thiện hiệu ứng hình ảnh tổng thể. Về nội thất, chiếc xe SUV BYD Tang 2023 đã bổ sung thêm tông màu xám củ sen, mới phiên bản 7 chỗ, lấy cảm hứng từ màu sắc phổ biến của thời nhà Đường, nửa mùa thu bằng lụa củ sen, tạo cảm giác ấm áp và êm đềm cho thị giác. Đồng thời, nội thất được bổ sung thêm diện tích bọc da mềm lớn hơn, cũng như bảng điều khiển kỹ thuật số nút thắt của Trung Quốc, mô đun kháng khuẩn và các cấu hình khác, giúp khoang lái trở nên cao cấp hơn. Tất nhiên, mẫu xe hàng đầu này cũng sẽ tiếp tục có cấu hình cao nhất quán mang đến hệ thống hẹn hò trực tuyến thông minh di 5G, âm thanh zin audio tùy chỉnh cấp độ hi 12 loa, hỗ trợ lái xe tự động cấp độ L2, đèn xung quanh 31 màu, điều hòa không khí vi khuẩn, giảm sóc biến thiên và hệ thống treo hợp kim nhôm, sạc nhanh không dây cho điện thoại di động 50W, kẹp phanh 4 vít tông china Red phía trước, sưởi vô lăng, cốp điện và các chức năng khác. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhiều đối tượng người dùng trong gia đình, BID Tang 2023 vẫn cung cấp số chỗ ngồi 6 trên 7, trong đó ghế chính và ghế phụ đều thông gió và sưởi, chỉnh điện, có chức năng chào đón người lái. Một phiên bản 6 chỗ cỡ lớn đã được bổ sung hệ thống thông gió thoát khí, sưởi ấm, massage 10 điểm và các cấu hình tiện nghi khác. Về các cấu hình khác, xe có chìa khóa kỹ thuật số toàn cảnh, có thể cung cấp nhiều phương pháp mở khóa xe khác nhau, đặc biệt là chìa khóa ô tô NFC di động, tương thích với iPhone, Apple Watch và các thiết bị Android giúp người dùng thuận tiện sử dụng. Ở sức mạnh, BID Tang F Champion Edition có phạm vi hoạt động thuần điện lên tới 730 km. Xe được trang bị bộ sạc nhanh DC tăng cường an toàn tối đa 170 kW. Quá trình sạc mất 10 phút và thời lượng pin có thể tăng lên tới 173 km. Còn BID Tang DMP Champion Edition hay Janssen Edition có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng trong mọi tình huống. Xe đã bổ sung thêm phiên bản pin dài với thời lượng pin thuần điện là 200 km trong điều kiện vận hành xăng và điện, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5, ,5 lít rưỡi cho 100 km, xe có thể chạy được quãng đường dài lên đến 1.100 km chỉ khi bình xăng đầy, pin xe 100%, xe có